Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Tối Doanh Nhật Cần Thơ bên em. Video của Tối Doanh Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507 cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo đều được ha. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay da cá mập ha. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 28, chiều cao là 19 và bề dày là 9 để mình xách tay. Da cá mập á, ở đây khoen khóa thì rất là sáng. Và độ mới rất là cao ha. Ở đây có một nút hút 500, bên trong một ngăn ở đây. Và một ngăn đây và một ngăn có một khóa cá miệng ha. Bên trong là lót sạch đẹp hết. Và có một cái nút để mình gài lại ha, là sạch đẹp. Da là da sạch toàn bộ ha, lót sạch đẹp hết. Form hộp đi tiệc rất là sang ha, hết 500 chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 4023 1.200.000. 4023 1.200.000. Và kế đến đó là một đồng hồ thương hiệu Senco. Đây còn cái chữ tiếng Nhật ha. Và full hộp. Đồng hồ này có ngày tháng ha, bên trong dập thương hiệu Senco và dây thì là chạy phần bên trong ha. Đây cái dây chạy bên trong. Cái kim ở ngoài thì nó sẽ không chạy ha, nó vẫn đúng giờ. Và cái phần núm 42 ha, 42 luôn núm. Ở đây nó sẽ có những cái số ha. Này là ngày. Và bên trong thì dây. Hai cây kim này thì trang trí ha, trang trí hoặc là có tác dụng gì đó. Shop chưa tìm hiểu tới hai cây kim này. Và ở đây thì nó sẽ có cái số. Và mình mở ra, ở đây dập thương hiệu Senco ha. Dây này thì dây zin của nó ha, dây zin thương hiệu Senco. Đây mình mở ra như thế này. Đó, mình gài lại. Đây nó sẽ có thương hiệu Senco. Và Senco dập ở dưới. Đây ha, Senco dập dưới đây. Về cái dây thì độ mới nó sẽ không mới ken nha, nó không mới ken mà mình xài vẫn ok ha, không mới ken. Dây này là dây zin của chiếc đồng hồ này ha. Và cái mặt thì ở đây mình nhìn vào á thì nó sẽ sáng nha, sẽ sáng. Mặt con đây ở trong thì nó rất là sáng, thương hiệu Senco. Và cái phần ở ngoài là thép và không rỉ. Và độ mới của chiếc đồng hồ này khoảng cỡ 80% á, nó sẽ không mới ken. Dây thì nó sẽ không mới bằng hai chiếc đồng hồ kia. Thì shop sẽ lên thêm hai chiếc nữa ha, thương hiệu này Senco full hợp. Lên giùm shop một mã là 4075 700. 4075 700 full hợp. Và một đồng hồ thương hiệu Weina. Chiếc đồng hồ này là mới ha, mới cỡ 90% hơn chiếc đồng hồ Senco. Và thương hiệu Weina ở đây nó sẽ dập một cái thương hiệu ha. Và cái size đồng hồ này là size 42 luôn núm, thương hiệu Weina. Này sẽ có một cái ngày ha, ngày bên trong
sắp đẹp hết. Và ở đây nó sẽ gài lại như thế này đó, sẽ gài lại bên trong, dập cái thương hiệu bên trong. Thương hiệu Vina rất là sáng nha. Đồng hồ này thì độ mới khá là cao, cao hơn chiếc đồng hồ của thương hiệu Senco. Lên dùm shop một mã là 4076 ha, 850. 4076 850. Còn full hộp ha, có hộp đầy đủ. Và một chiếc đồng hồ Casio ha. Casio này thì còn full hộp và còn những cái giấy hướng dẫn ha, bằng tiếng Nhật. Và đây còn ngày tháng ha, thương hiệu Casio đây. Này là chống nước ha, ở đây nó sẽ có một cái viên đính đá. Thương hiệu Casino. Màu hồng rất là đẹp và sang ha. Và cái size này là size 32 luôn núm ha. Size 32 luôn núm. Và khoen khóa đầu dây đầu rất là mới, rất là sáng ha, thương hiệu Casio đây. Bên trong ha, mình mang cực kỳ đẹp luôn. Và độ mới còn rất là cao. Lên nhìn shop một mã là 4074 ha, 650. 4074 650. 4074 650. Và kế đến đó là một lên túi ha, một chiếc cốp da cá sấu. Mình có thể mình xách tay hoặc mình làm lết cầm tay. Da cá sấu thật 100%, kích thước bề ngang 26, chiều dày là 6, để mình xách tay như thế này. Da cá sấu thật ha. Phía dưới là da cá sấu. Ở đây mình mở ra thì bên trong, bên trong lót sạch đẹp á, dập thương hiệu Rokonai. Ở đây có một khóa cá miệng, hai ngăn nhỏ đây, lót là sạch đẹp hết. Để mình gài lại như thế này chắc chắn. Và dây này mình có thể bỏ vào trong được ha. Đang mình làm cái cớp, dạng cớp cầm tay, lết cầm tay cá sấu như thế này. Bỏ điện thoại và ví tiền, rất là sang. Lên nhìn shop mã là 4041, 1.100.000. 4041, 1.100.000. Và một chiếc túi xách tay da kỳ nhâm, kích thước bề ngang, bề ngang là 32, chiều cao 15 và bề dày là 7. Để mình xách tay da kỳ nhâm, da tắc kè hoa rất là đẹp ha, màu rất là đẹp. Ở đây phía dưới ha, độ mới gần như hoàn hảo. Và bên trong, bên trong là lót vải sạch đẹp. Và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây là sạch đẹp. Để mình gài lại rất là chắc ha. Lên dùm shop một mã là 4025 809. 4025 809. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo, da rất là đẹp,
kích thước bề ngang. Bề ngang là 26, chiều cao 17 và bề dày là 11 á. Xách tay và đeo chéo rất là đẹp. Da là da thật. Ở đây sẽ có một khóa kéo mịn. Bên trong lớp vải sạch đẹp. Xách tay và đeo chéo rất là ok. Khuyên khóa rất là sáng. Ở đây sẽ có một cái nút để mình mở ra một cái khóa kéo miệng ở đây. Bên trong là lót là da heo. Lót bên trong ở đây của chiếc túi này là lót vải ha, thương hiệu Yodo. Xách tay và đeo chéo. Da là da thật toàn bộ ha. Gài lại đây rất là chắc ha. Lên dùm shop một mã là 3792 509 3792 509. Và một chiếc túi xách tay da là điểu thật 100%, màu đen, kích thước bề ngang, bề ngang là 30, chiều cao là 22 và bề dày là 10. Để mình xách tay rất là sang ha, da là điểu thật. Và sẽ có một nút X500 bên trong lót vải, một ngăn ở đây và một cái khóa kéo miệng ha. Lót sạch đẹp và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Da là điểu thật. Qua đây để mình gài lại như thế này là chắc chắn ha. Xách tay lên dùm shop một mã là 4047 ha, 850. 4047 850. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Kitamura, đựng vừa điện thoại ha và ví tiền. Kích thước bề ngang là 16 ha, bề ngang 16, chiều cao 20 và bề dày là 8. Đeo chéo rất là ok. Chữ K dập ở đây. Và sẽ có một ngăn đây. Bên trong là lót vải ha. Và một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong sạch đẹp ha. Một ngăn ở đây. Và một ngăn ở đây. Thương hiệu Kitamura. Dập nổi bên trong. Lót vải sạch đẹp hết. Da là da thật đồng bộ. Để mình đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 4040 403 4040 403. Và một chiếc túi xách tay chất liệu là vải phối với da, thương hiệu Hanamori, rất là xinh xắn ha. Kích thước bề ngang là 28, chiều cao 21 và bề dày 31. Để xách tay. Và sẽ có một và hai cái ngăn nhỏ đây và hai ngăn đây. Và có một cái khóa kéo miệng ở đây. Lót là lót vải ha. Và một khóa kéo miệng ở đây. Lót sạch đẹp hết. Và một khóa kéo miệng. Ha, một cái nút X500 ở đây. Để mình xách tay như thế này. Và sẽ có thương hiệu Hanamori chụp nổi đây. Một cái tát ha. Lên dùm shop mã là 4054 ha. 4054 209. 4054 209. Và một chiếc túi xách tay Yahoo, thương hiệu của Ý. Một cái dòng chuyên sản xuất về Yahoo. Kích thước bề ngang là 37, chiều cao 24 và bề dày là 14. Để xách tay Yahoo, da thật toàn bộ ha. Ở đây sẽ có một bào khóa kéo miệng ở đây. Thì bên trong là lót da ha. Có một khóa kéo miệng sạch đẹp ha. Để mình xách tay rất là đẹp. Lên dùm shop một mã là
4058 609 sách tay Yahoo. 4058 609 độ mới khá là cao, 85 đến 90%. Và một chiếc cớp gia cách sống thật 100%. Ở đây sẽ có một cái gù sách tay đi tiệc rất là sang. Kích thước bề ngang, bề ngang là 25, chiều cao 19 và bề dày là 7 để mình xách tay. Và ở đây nó sẽ có một cái nút để mình mở ra. Thì gạn phong cớp, bên trong là lót vải, một ngăn ở đây và một ngăn đây. Bên trong là lót da lộn nha, lót da lộn chứ không phải lót vải. Gài lại chắc chắn. Lên dùm shop một mã là 4018 ha, 1.200.000. 4018 1.200.000. Và một chiếc túi xách tay phơm trắng có chữ B đặc trưng, chất liệu là vải dù, kích thước bề ngang là 33, chiều cao 19 và bề dày là 14 ha. Để mình xách tay như ha. Phơm trống sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong lót da ha. Dập thương hiệu Biacadin. Để mình xách tay như thế này rất là chắc chắn ha. Lên dùm shop mã là 4061 309. 4061 309. Và một chiếc túi có thương hiệu ha. Chiếc túi này khá là bự. Kích thước bề ngang là 33, chiều cao 35 và bề dày là 13. Chất liệu là vải dù ha, vải dù nhập thương hiệu. Và một ngăn ở đây, và một ngăn đây có một khóa kéo miệng mình có thể đựng được khá là nhiều đồ. Hai ngăn nhỏ đây và một ngăn đây, lót là lót vải ha, thật đẹp hết. Và một khóa kéo miệng đây sạch đẹp để mình xách tay như thế này để đựng đồ, tầm 2-3 bộ đồ rất là ok ha. Có thương hiệu Valentino, dòng Rosa. Lên nhìn shop mã là 4053 209. 4053 209. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay. Xách tay để đi làm màu xám ghi. Da rất là đẹp ha. Kích thước của chiếc túi này bề ngang, bề ngang là 36, chiều cao 25 và bề dày 14 ha. Để mình xách tay như thế này. Da thật toàn bộ ha. Sẽ có một nút kích 500, hai ngăn nhỏ đây và một ngăn đây. Và một nút kích 500 có một cái khóa kéo miệng. Và một khóa kéo miệng lót bên trong là lót vải. Và một khóa kéo miệng sạch đẹp hết, da là da thật. Để mình xách tay đi làm công sở ha. Lên dùm shop một mã là 4063 ha, 450. 4063 450. Và một cái túi xách tay da cá sấu thật 100%. Ở đây nó sẽ có một cái gù khá là đẹp ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 29, chiều cao 19 và bề dày là 10. Để mình xách tay. Và sẽ có một ngăn đây có một khóa kéo miệng và một ngăn đây. Lót là sạch đẹp ha, xách tay đi tiệc rất là sang. Lên dùm shop một mã là 4021 ha. 4021 1.100.000.
Và kế đến đó là một và chiếc túi. Form cup ha. Da là điểu, sách tay đi tiệc rất là sang. Kích thước bề ngang 24, chiều cao 19 và bề dày là 11. Để mình xách tay như thế này. Da là da thật, sẽ có hai ngăn nhỏ đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp và một cái nút để mình mở ra. Thì bên trong sẽ có một cái khóa cắm miệng ở đây. Cớp điểu ha. Và một và chiếc kính ha, một chiếc kính kèm bên trong. Da là điểu thật ha, da là điểu già. Lên nhịp shop một mã là 4045 950, 4045 950. Và một và chiếc túi xách tay dạng form cup. Mình có thể mình làm lết cầm tay ha, mình bỏ dây ở bên trong mình làm lết cầm tay. Kích thước bề ngang là 24, chiều cao 13 và bề dày là 6. Để mình xách tay như thế này. Da là da là điểu thật ha. Ở da là da cá sấu thật. Một ngang ở đây, bên trong lót sạch đẹp và một khóa cá miệng ở đây. Sạch đẹp hết ha. Form cup rất là sang. Lên dùm shop một mã là 4042 1.100.000, 4042 1.100.000. Và một chiếc túi da trăng còn rất là mới ha, độ mới khoảng 85 đến 90%. Đây da trăng ha, và ở đây nó sẽ có một cái chìa khóa, khóa chìa đầy đủ. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao 28 và bề dày là 21 ha. Để mình xách tay. Và ở đây nó sẽ có một cái khóa cắm miệng ha. Bên trong, bên trong là lót này, chắc lót phun sơn quá. Nó sẽ có cái độ dính nhất định ha. Và một cái khóa cắm miệng, khóa cá miệng ở đây. Ở bên trong ha, ở bên trong đây thì nó sẽ không có dính ha. Chỉ có những cái hai những cái ngăn ở đây ha. Lót sạch đẹp hết. Chỉ có ngăn những ngăn nhỏ trong đây này nó hơi dính một xíu thôi. Chứ thật ra mình bỏ đồ rất là vô tư ha, nó sẽ không có dính tại lót phun sơn, nhưng mà cái lót này nó rất là mới. Đây là miếng tết da ha, miếng tết da thương hiệu dập nổi đây. Lên dập shop mã là 3812 1.100.000, 3812. Và cái đến đó là một chiếc cốp chứng nhận Sierra. Da thật ha, da thật 100%. Và kích thước của chiếc túi này, bề ngang là 30, chiều cao là 20 và bề dày là 12. Sẽ có một và hai ngăn ở đây. Lót là lót sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp ha, dạng form cup và thương hiệu, thương hiệu thì dập nổi và chứng nhận GRA, da thật ha, 100%.
Da này là da đà điểu ha, da chân đà điểu. Đây, da chân đà điểu ha. Những cái miếng da ghép lại với nhau. Da của chân con đà điểu. Ở đây. Và chứng nhận GRA đây. Lên dùm shop một mã là 4074 ha, 850. 4074 850. Da chân đà điểu. Và một chiếc túi style và đeo chéo ha, chất liệu da thật màu vàng, độ mới khoảng 75 đến 80%, kích thước bề ngang 44, chiều cao 29 và bề dày 17 ha. Sẽ có hai ngăn ở đây và một khóa kéo miệng. Bên trong sẽ có một nút đây, ở đây đựng cặp dưới sách tay tùy thân, sách tay và đeo chéo. Ở đây sẽ có một khóa kéo miệng, ở đây đựng một khóa kéo miệng, đựng cặp, đây đựng laptop, khóa đây đựng đồ, da thật toàn bộ, hai ngăn nhỏ đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp, có thể đựng tầm 4 bộ đồ. Đây nó sẽ có va bắp nhẹ chỗ này ha. Lên dùm shop mã là 3582. Hôm nay shop giảm còn 450 ha. 3582. 3582 450. Và một chiếc túi du lịch da thật ha, để mình xách tay và đeo chéo. Đây là miếng tết nha, thương hiệu Dập Nổi, mình đựng tầm 4 đến 6 bộ đồ. Kích thước bề ngang 44, chiều cao 30 và bề dày 24. Để mình xách tay và đeo chéo, sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót vải và một khóa kéo miệng ở đây. Lót vải thật đẹp và sẽ có một ngăn đây và hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa kéo miệng, thương hiệu Dập Nổi đây. Da là da thật toàn bộ hết. Thương hiệu Dập Nổi trên miếng da, đây là miếng test da. Lên dùm shop mã là 3589 ha, 609. Hôm nay shop giảm còn 450. 3589 450. Và một chiếc túi du lịch. Giá thật toàn bộ hết ha. Kích thước của chiếc túi này, bề ngang 45, chiều cao 26 và bề dày là 20. Để mình xách tay và mình đeo chéo, sẽ có một ngăn ở đây và một khóa kéo miệng, bên trong là lót vải và một khóa kéo miệng ở đây và hai ngăn nhỏ đây. Lót là sạch đẹp hết, da thật toàn bộ hết. Lên nhìn shop mã là 3555 ha, 609. Hôm nay shop giảm còn 450. 3555 450. Và một chiếc túi du lịch, mình đựng tầm 4 đồ bộ đồ. Da là da mộc ha, nguyên một cái tấm da. Kích thước bề ngang 41, chiều cao 27 và bề dày 20. Để mình xách tay như thế này. Đây là nguyên một cái tấm da. Đây có một cái nút để mình gài lại, nguyên một cái tấm da mộc ha. Tay gài lại như thế này, chắc chắn. Và một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong
lót quả sạch đẹp, đây mình đựng laptop được ha. Lên nhìn shop một mã là 3593 ha, hôm nay shop giảm còn 450, 3593 450. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.